Nhằm góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, kết hợp với thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt kịp thời và đúng quy định. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt được phân làm 3 loại là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Tiêu chí phân loại đạt khi thành phần chất thải thực phẩm hoặc là thành phần chất thải rắn sinh hoạt khác lẫn dưới 10% khối lượng chất thải. Theo đó, tại điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải phải bố trí 3 khu vực hoặc là thùng chứa khác nhau để lưu giữ các loại chất thải đã được phân loại. Sau đó, chất thải sẽ được chủ cơ sở thu gom, vận chuyển bằng phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường với tần suất tối thiểu từ 1 đến 3 ngày một lần, tùy theo loại rác thải và địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về môi trường theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.